Nếu như ai có ý định chuẩn bị đi qua casino biên giới để mà chơi thì phải nghe cái câu chuyện này nha. Đây là một cái trải nghiệm rất là kinh hoàng của một cái bạn nam từng làm việc ở bên một cái casino. Bạn nam này thì quê ở Tây Ninh, mà cái casino này nó cũng nằm ở một cái vùng đất gần với biên giới giữa Tây Ninh với lại Campuchia luôn. Bạn nói thời điểm bạn qua bên đó làm chắc tầm khoảng 2014-2015. Thời điểm đó thì cái casino này nó mới đưa vô hoạt động thôi. Mà không biết làm sao nha, khi mà cái người Campuchia người ta xây lên rồi đó, một thời gian ngắn sau, rồi người ta cũng đưa cho cái đội ngũ quản lý của người Trung Quốc người ta tiếp quản. Đi qua đó làm á, thì bạn thấy là nhân viên người Việt Nam mình tầm khoảng 6-70 người, nhân viên người Trung Quốc tầm khoảng 10 người. Cái cô đứng ở dưới bếp á, cổ cũng là người Việt Nam luôn. Nguyên cái casino này thì nó cũng không cũ mà nó không có mới. Nó gồm có 5 tầng, nhưng mà chỉ có hoạt động 3 tầng ở dưới thôi. Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Riêng cái tầng 4 với tầng 5 ở trên á, không biết sao mà bảo vệ người ta rào cái đường cầu thang bộ luôn rồi. Cấm tuyệt đối không có cho ai bước lên trển hết trơn. Không biết có cái lý do gì hay không, bạn cũng thắc mắc dữ lắm. Nhưng người ta cấm mà, mình cũng đâu có bén mảng lên trển làm cái gì. Công việc của bạn thì đón khách rồi tiếp khách ở trên tầng 2. Trên tầng 2 này nó có hai cái phòng. Đó chính là phòng 207 với phòng 209. Đây là hai cái căn phòng xảy ra chuyện trong câu chuyện này nè. Bình thường thì 8 giờ sáng vô ca làm, mà bữa hôm đó không biết sao á, bạn bị sốt, thành ra là bạn không có lên làm được. Bạn mới vô cái phòng ký túc xá của bạn ở phía sau á, bạn xuống đó bạn nằm. Nằm nguyên một ngày luôn á, thì bạn nói nha, lúc bạn nằm trong phòng á, bạn liên tục nghe cái tiếng của một cái người đàn bà với lại một cái đứa con nít, giống như là hai mẹ con nhà đâu kế bên á, rồi nhỏ con nít nó quậy đi chơi á, bà mẹ bả la bả mắng vậy thôi hà, kiểu la chí ché trong lỗ tai vậy đó, bạn nghe văng vẳng vậy nè. Nằm tới chiều, mấy đứa bạn nó vô nó lấy cháo cho ăn, nó đem thuốc cho uống, rồi cũng nằm tiếp. Nguyên một đêm đó là nghe tiếp nữa, nghe cái giọng xí xô xí xào hoài, mà giọng của đàn bà đang kiểu như là nói chuyện với một cái đứa nhỏ vậy đó. Nhưng mà bạn cứ nghĩ đâu, mấy đứa bạn của mình á, nó chọc mình không à, chưa có nghĩ gì đâu. Phải chi mà cứ ở đó làm bình bình kiếm tiền á, thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Tự nhiên cái tái mái tay chân, thấy sao mà mấy cái ông quản lý người Trung Quốc á, người ta rào lại cái tầng 4 với tầng 5, không cho leo lên. Rào thì nói chung là mình cũng có thể mình chàn hãng qua mình leo qua được đó, chứ không phải là người ta khóa gì hết trơn á. Đó, thì 3-4 thằng trong cái nhóm mà chơi chung với bạn á, nó quyết định là bữa nay nè, khi mà mấy cái ông quản lý mấy ổng đi ăn trưa đó, tụi nó sẽ trèo lên trên tầng 4 với tầng 5, coi thử coi ở trển có cái gì mà bấy lâu nay qua bên chỗ này làm, người ta rào lại người ta không cho bước lên. Đó, tụi nó mới rủ bạn đi, nhưng bạn không có đi. Bạn nói thôi, tao cũng sợ bị la bị chửi lắm mày ơi, tao không đi đâu, tao bay đi đi. Rồi cái 4-5 thằng mới kéo nhau lên trển. Đầu tiên tụi nó bước lên cái tầng 4, qua cái rào dễ dữ lắm, nhưng mà tại vì người ta nói á, chỉ cần bảo vệ người ta phát hiện được ai bén mảng lên trển là người ta đuổi việc liền, mà tụi nó vẫn dám đi. Bước lên tầng 4 rồi, mấy đứa này nó mới ghé lại một cái phòng, là phòng 401 với phòng 402. Hai cái phòng nó kế bên nhau vậy nè. Người ta đóng cửa nhưng mà người ta không có bấm cái ổ khóa lại nha, chỉ là dán hai cái tờ giấy niêm phong dán chéo lại ngoài cánh cửa thôi. Mà những cái tờ giấy niêm phong này nó có cái màu đỏ đỏ mà nó có chữ tàu nữa. Mấy đứa này nó thấy thì tụi nó nói là ủa, không lẽ đây là ba cái miếng liễn chúc mừng năm mới hay là cái gì ta. Trời ơi, tụi nó xé một cái rẹt, gỡ của người ta ra luôn. Lúc mà tụi nó xé ra đó, tụi nó mới đẩy cái cửa vô, tụi nó coi, coi phòng 401, xong cái qua tới phòng 402. Lần lượt từng đứa hé cái đầu vô coi vậy nè. Mới vừa coi tới 402 thôi, thì một cái thằng trong nhóm, thằng đó tên là thằng Tâm, nó coi xong cái nó đứng hình liền luôn. Nó lùi ra, cái bắt đầu nó im ru à, nó không nói gì hết, mà cảm giác giống như là nó đổ mồ hôi hột vậy đó. Nó bước đi xuống, nó chạy xuống cái phòng mà của nhân viên ở đó, nó xuống dưới, nó ngồi ở dưới. Còn lại 3-4 thằng trên này vẫn đi tiếp luôn. Thấy là cái thằng này chắc nó sợ ma hay gì đó, thôi kệ nó đi. Cái nhóm còn lại lên tới đến tầng 5. Tầng 5 thì nó vô cái phòng 501. Phòng 501 này cũng không có khóa cửa, cũng dán một cái tấm liễn vậy đó, tụi nó cũng xé ra luôn. Thì cái cửa của tầng 5 nó có một cái con mắt mèo vậy nè, giống như là cái lỗ để mà mình đứng ở trong cửa mình nhìn ra vậy đó. Tụi nó cũng nhìn từ ngoài nhìn vô luôn. Cái lỗ này đứng ở ngoài nhìn vô được. Thằng Thiện nó đứng ngoài nó coi trước. Nó mới vừa coi xong thôi, thì cái biểu hiện của nó y chang như thằng Tâm hồi nãy. Nó bỏ nó chạy xuống, nó thôi tụi bay ơi, đi xuống đi, đừng qua đây nữa, xuống lẹ đi. Vậy là nguyên nhóm kéo xuống luôn. Xuống tới dưới thì nó thấy là ông nội Tâm á,
ngồi mà run cầm cập gì nè, ai hỏi cũng không trả lời hết trơn á. Rồi thằng Thiện này nữa, nó mới nói tao thấy ở trỏng có một cái bà đàn bà, bà mặc cái áo đỏ, bà đứng ở trỏng á mày, bà ôm cái bình gì nè, lúc mà tao đưa con mắt vô tao nhìn bà đó thì bà lấy cái tay bà chỉ thẳng vô mắt tao vậy nè, tao ớn quá tao mới kêu tụi bay đi xuống. Một hồi sau cái thằng Tâm nó hoàn hồn lại, nó mới nói nó cũng thấy bà nữa, mà nó thấy hai cái mép miệng của bà đỏ chét, nó đổ ra một đống ở dưới đất vậy đó. Nó sợ quá nó mới chạy xuống. Nguyên một nhóm chơi chung mà, kể nhau nghe mà sợ muốn xỉu luôn vậy đó. Bạn mới nói trời, tao nói rồi thấy chưa, đừng có bén mảng lên trển, ở trên đó phải có cái gì người ta mới rào lại, chứ tự nhiên không có gì sao mà tao rào lại làm chi. Tao nói tụi bay ha, tụi bay mà nói lớn lên mà tới tai mấy thằng quản lý á, nó đuổi việc tụi bay luôn đó. Cho nên là nguyên nhóm mới nói nhỏ nhỏ thôi, đâu có dám nói cho ai khác ngoài cái nhóm này biết đâu. Tự nhiên một hồi sau, ở trên quản lý á, người ta mới kêu xuống những cái bạn nam, những bạn nam nào mà làm trong phòng 209 với phòng 207 á, thì ngay lập tức đi lên trên cái phòng 501 á, lên trên đó gom tất cả những cái đồ dùng mà không còn xài nữa, ví dụ như là tranh nè, rồi ba cái bình, ba cái vật dụng trang trí gì đó đó, mang xuống cái phòng này hết để mà trang trí ở dưới này. Tại vì trên đó còn rất là nhiều những cái vật dụng chưa có ai sử dụng hết, để trển hoài riết rồi nó cũng phí phạm quá đi, đem xuống đây nè. Mấy cái đứa quỷ hồi nãy mới đi á, nó đâu có dám, nó sợ lắm. Còn lại mấy cái thằng nào mà nó không biết cái chuyện hồi nãy á, tụi nó mới xung phong tụi nó đi. Sau đó thì mấy bạn nam cũng có lên trển, đem hết trơn những cái bức tranh từ tầng 5 xuống dưới này nè. Bạn cũng để ý là những bức tranh này á, nó khá là đẹp, cũng có những cái bức tranh trừu tượng nữa, mà đa số bức tranh toàn là vẽ về một cái người phụ nữ với lại một cái đứa con nít, kiểu như là tranh về hai mẹ con á. Có những cái bức tranh giống như là hai mẹ con đi trong mùa thu lá vàng, rồi đội nón lá dắt tay nhau đi vậy nè. Mang xuống đây hết xong xuôi chắc tầm khoảng 5 giờ rưỡi rồi, mọi người bắt đầu đi ăn cơm. Ăn cơm xong bước vô phòng làm việc tiếp cho ca tối. Lúc đó mới vừa vô cái phòng 207 à, thì ai cũng thấy một cái con bé. Con bé đó tên là con Duyên, nó ôm cái mặt nó khóc hức 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 gì nè. Mọi người mới hỏi là ủa, hồi chiều giờ bộ em không có đi ăn hả? Không đi ăn cơm hay sao mà ngồi để khóc? Vụ gì? Nó không hề trả lời. Mà bạn nói nghe con mắt nó đỏ ngầu gì nè, nước mắt thì đầm đìa luôn, giống như ai làm gì nó giận vậy đó. Mà hỏi nó không trả lời. Mấy cái người lớn lớn trong đó người ta nghĩ chắc nó bị ma nhập rồi. Cho nên là thôi bây giờ á, xuống dưới bếp nhờ cô Tư Mập kêu vợ chồng bả ở đây thử coi con nhỏ này bị cái gì. Tại vì bả là người Việt, bả cũng lớn tuổi nhất ở đây nữa, chắc là bả cũng biết mà. Rồi cái cô Tư Mập bả cũng lên, bả mới hỏi Dương Duyên á, con bị gì Duyên, con bị làm sao? Nó mới nói á, con cái gì mà con, tôi lớn tuổi rồi không phải là nó đâu mà kêu con cái gì. Ba cái đứa quỷ này nè, nó phá nhà của tôi, nó vô á, nó nhìn cơ thể của tôi rồi nó chỉ chỏ, nó chê, nó khen đủ điều hết trơn vậy đó. Cô Tư là bà biết rồi, bà mới xin lỗi. Bà nói trời ơi, mấy đứa nhỏ có gì làm đắc tội với cô á thì cô cũng bỏ qua giùm đi, tụi nó còn nhỏ dại lắm. Ủa mà cô ở đâu, cô ở đâu mà cô nói tụi nó chỉ chỏ cho người của cô, rồi tụi nó nhìn cô làm sao tôi chưa hiểu. Con Duyên nó mới đứng lên, nó chỉ tay vô một cái bức tranh á, đang treo trên tường vậy nè. Cái bức tranh đó là cái bức tranh hồi nãy cái tụi nam á, nó vừa lấy lên từ cái tầng 5 bỏ xuống đây. Đó là một cái bức tranh vẽ một cái người con gái đang ôm một cái bình gì nè, giống như là một cái bình bông hay là cái bình nước gì đó, mà cái cô gái đó không có cái áo để lộ ra gì đây nè. Trời ơi, cái người ta nói là do là nhìn vô người của người ta, người ta là cái người trong bức tranh á. Con Duyên nó nói tiếp, đã tôi không có nhà không cửa, tôi ngự vô cái bức tranh này rồi mà còn động phạm tới tôi, đem lên đem xuống còn chỉ chỏ tôi nữa hay gì. Cô Tư bà nghe là bà biết rồi, bà nói cô ơi cô tha lỗi đi cô, tụi nó không có biết. Bây giờ không ấy, tôi kêu mấy đứa nhỏ trả lên cái phòng đó cho cô nghe cô. Rồi cái bà mới chịu xuất đi đó. Con Duyên nó xỉu cái ạch luôn. Khi đó thì mọi người mới bàn lại, giờ đứa nào bưng cái bức tranh đó trả lên phòng ở trển, giờ đâu có thằng nào dám đi đâu. Chỉ còn lại bạn với lại một cái thằng tên là Hiếu thôi. Cái thằng đó mặc dầu nó cũng sợ, nhưng mà nó muốn lấy le với gái, nó đang làm quen một cái con nhỏ ở đây. Thôi thì bây giờ nó xung phong đi, để mà kiểu như là nó gan dạ cho con nhỏ kia nó vui vậy đó mà. Bạn cũng đi chung với nó, tại vì hồi nãy giờ bạn không có đem bức tranh đó xuống. Công ty thì đâu có thang máy, phải đi thang bộ. Mà trong khi đó là một cái bức tranh có kích thước 1m4 x 1m2, nó cũng bự hết chứ đâu có nhỏ đâu. Rồi hai thằng phải khiêng qua cái cầu thang khá là nhỏ vậy nè, mà khiêng lên tới trên tầng 5 ở trển á. Mà cái phòng 501 chính là cái phòng mà hồi sáng thằng Thiện với thằng Tâm nó thấy cái bà đàn bà áo đỏ đứng ở trong á.
Tự nhiên con bé Duyên á, nó đứng lên nó kêu bạn gì nè: mày lấy hết mấy tấm hình kia trả lên trển nha, chứ không phải một tấm này không đâu. Có nghĩa là bà muốn gom hết trơn mấy tấm hình này trả về trển hết. Rồi bây giờ hai thằng bắt đầu ôm cái tấm hình đầu tiên lên trước. Đó là cái tấm hình người đàn bà ôm một cái bình đó. Hai thằng đem lên trển. Tới trước phòng 501 rồi thì bạn cùng với cái thằng Phát á, hai đứa mới thấy là cái cửa phòng đã mở từ hồi nào rồi. Bạn cứ nghĩ là cái tụi hồi sáng á, tụi nó lên trển tụi nó coi xong rồi cái phòng này tụi nó không đóng cửa lại, nó vẫn còn mở cửa. Bạn đem tấm hình này bạn để ngay ngắn trên một cái bàn, nhưng bạn úp cái hình vô trong nha, bạn dây cái lưng tấm hình ra ngoài, rồi hai đứa vẫn để cái cửa ở đó luôn, không đóng lại, bước xuống rồi mới khiêng một cái tấm hình tiếp theo lên. Tiếp theo á là một cái tấm hình hai mẹ con dẫn tay nhau đi trong một cái mùa thu lá vàng gì đó. Bạn không biết đứa con là con gái hay con trai, tại vì người ta vẽ nó xoay lưng ra vậy nè. Mang lên tới trển á thì hai đứa mới thấy là cái cửa phòng nó đóng lại. Bạn nói: trời đất ơi trời, bộ hồi nãy mày đóng cửa là hả Phát? Thằng Phát nó đâu có. Hồi nãy tao ra cũng lượt với mày mà ai đóng mày? Rồi thôi, bạn run lập cào là cặp gì nè, bạn mở cửa ra. Khi bạn mở cửa ra một cái thì bạn thấy tấm hình hồi nãy bạn mới vừa úp đó, nó xoay cái mặt ra ngoài rồi, giống như ai đã mới vừa để một cách rất là ngay ngắn vậy đó. Hai đứa chỉ biết lết không thôi, xá vài cái rồi lết xuống dưới này, kể lại cho cái bà Tư Mập bà nghe. Bà nói: trời ơi trời, người ta linh vậy luôn đó hả? Bạn nói: giờ con đâu có giỡn được cô Tư, con thấy thiệt. Tới lúc đó coi như là đã cơ bản ổn định rồi, trả lại cho người ta hai bức tranh. Rồi mọi người cũng làm hết cái buổi tối đó, mạnh ai nấy về. Qua tới sáng bữa sau, ở cái phòng 209 có một cái chị gái tên là chị Châu. Chị Châu này đang làm cái bả cũng bị nhập nữa. Bả cười còn hơn là điên là khùng, ngồi cười hoài. Thấy như vậy thì mọi người mới báo quản lý. Những cái người quản lý người Trung Quốc á, người ta không có tin. Người ta nói á, những người Việt Nam này làm cái gì mà không lo làm, cứ tối ngày đồn bả cái chuyện ma quỷ hoài vậy, muốn nghỉ làm hay gì. Ý mọi người ở đây á là muốn xin quản lý nhờ thầy tới coi thử còn sao, nhưng mà người ta không có cho. Người ta nói: tại sao mà chỉ có người Việt Nam bị nhập không vậy? Người Campuchia tao bị nhập đi, nếu như mà từ đây cho tới ngày mai có một cái người Campuchia nào mà bị ma nhập nữa thì tụi tôi mới tin. Chứ còn không á, đứa nào mà bị nhập người Việt Nam á tao đuổi hết. Cũng sợ dữ lắm, đâu có dám hó hé đâu. Mới tới buổi chiều thôi, một cái chị nhân viên người Campuchia bả cũng bị nhập nữa, cái biểu hiện y chang như chị Châu luôn. Thế như vậy thì mấy cái ông quản lý mới đồng ý cho ghé một cái ngôi chùa của người Campuchia đó, qua bên đó nhờ thầy tới đây. Qua tới đây thầy nhìn tổng thể nguyên cái khu casino này, thầy chỉ lắc đầu thôi. Thầy bước thẳng lên trên cái phòng 209, thầy mới kêu cái dì Mập á, là cái bà dì nấu ăn đó, kêu bà ở trỏng nói chuyện với bà một chút. Rồi có một cái anh người Campuchia nữa, ảnh biết tiếng Campuchia, biết tiếng Việt, để mà ảnh thông dịch lại cho dì Mập bà hiểu. Bạn nói nha, thầy vừa bước vô thôi là ông trời giống như là ông chuyển mưa vậy đó, trời tối hù, mây nó kéo tới ầm ầm vậy đấy nè. Rồi cái thầy mới kêu tất cả mọi người bước xuống sân hết trơn đi. Sau đó thì thầy mới kêu tất cả mọi người dồn qua cái phòng 209 đi, rồi đưa cho cái chị Châu với lại con bé Duyên này nè, hai cái người hiện tại đang bị nhập đó, ngồi ngay chính giữa. Mọi người đứng thành một cái vòng tròn, thầy cột cho tay mỗi người một cái vòng tròn màu đỏ, cột vô đứng vòng vòng hai đứa này. Sau đó bắt đầu thầy làm phép, thầy đọc bằng tiếng Khmer không mà nghe. Bắt đầu mọi người mới thấy cái chị Châu thì bả cười, còn cái con bé Duyên thì nó khóc. Nó khóc, nó nói tiếng Việt nha, nó đòi ăn kẹo, nó đòi ăn bánh, nó khóc quá trời luôn, trong khi chị Châu bả cứ cười hoài. Thầy đọc hoài gì nè, tụi nó càng cười càng khóc. Tự nhiên cái con Duyên nó nói là: ở đây chán quá, không có gì chơi, không có gì ăn hết trơn á mẹ ơi. Vừa nói xong thôi nó ngã một cái ạch. Nghe bên phòng 207 đóng cửa một cái rầm vậy nè, giống như là cái hồn của nó xuất ra rồi á, nó về bên phòng bển vậy đó. Hỏi ra thì ông thầy mới nói á: đây là hai mẹ con nhập vô hai cái người nữ này đây nè. Con nhỏ tên Châu á, con nhỏ đó là mẹ, còn con Duyên này là cái đứa con. Sau đó thầy mới khai khẩu cho cái chị Châu. Chị Châu bỏ mới kể cho mọi người nghe một cái chuyện như thế này. Chị Châu nói bằng tiếng Việt nha. Chị Châu nói á: tôi là người Việt. Hồi trước á, ông chồng của tôi á, ổng ôm tiền qua đây để mà ổng đi chơi. Chơi xong rồi cũng có tiền, ổng mang về tôi nói: anh ơi, đừng có chơi nữa nghe. Chơi cái đó, mình ăn một nhưng mình thua tới 10 lận. Nhưng mà ổng ham, ổng không dứt ra được, ổng cứ qua tới bên này hoài à. Cho tới cái đợt đó ổng đi lâu quá đi, hai mẹ con của tôi á mới qua tới bên này kiếm ổng. Vậy mà khi tôi qua tới đây, ổng đuổi tôi về. Ổng nói tôi cản trở cái bước đường kiếm tiền của ổng. Đó thì tôi mới hận ổng quá,
tôi không muốn về nhà nữa, tôi cũng không còn muốn sống nữa. Tôi ôm đứa nhỏ của tôi, rồi hai mẹ con tôi làm một cái rầm luôn. Tới khi mà người ta phát hiện ra hai mẹ con của tôi đứng trên tầng 5 nhìn xuống dưới cái sân một đống ở dưới rồi. Rồi kể từ lúc hai mẹ con tôi mất, đâu có ai mà kêu hồn hai mẹ con tôi về đâu, cứ lẩn quẩn ở đây. Rồi tôi ngự vô cái bức tranh trong cái phòng đó vậy nè, cho tới bữa nay mấy đứa nhỏ nó phá tôi mới ra vậy đó. Thầy nghe là thầy biết hết mọi chuyện rồi. Thầy mới kêu là mọi người chuẩn bị cho thầy một cái xô nước với lại một cái nhánh bông cúc. Rồi thầy mới nói với lại vong hồn của cái người mẹ với lại đứa con á, hiện tại đang nhập trong người chị Châu với con bé Duyên. Thầy nói nếu bây giờ muốn giải được cho hai mẹ con muốn đi theo tôi về chùa đó thì phải làm theo tôi nha. Tôi đi từ cái tầng 2 này tôi lên tới tầng 5, lên trên cái phòng mà hai mẹ con ở trển đó. Tôi đi cứ 3 bước thì tôi sẽ dãy cái nước này trên cái đoạn đường đi. Tôi dãy nước tới đâu thì hai người phải xá ba cái, quỳ lại dưới đất vậy nè ha. Quỳ chừng nào cho tới phòng 501 thì thôi. Hai mẹ con của nó cũng nghe lời luôn, làm theo y chang như lời của thầy. Vừa lên tới cái phòng 501 thôi là hai người này xuất ra, chị Châu với lại bé Duyên xỉu. Tới lúc đó thì thầy nói là coi như là thầy đã kêu được hai hồn ma của hai mẹ con để về chùa với thầy rồi. Không có sao, đừng có lo gì hết, mọi người cứ quay trở lại công việc đi. Nhưng mà sau đó một tháng bạn cũng nghỉ làm, bạn về quê luôn. Bạn cũng sợ quá đó, không có dám làm nữa. Lúc bạn về quê á thì bạn cũng hay tin cái chị Châu đó, chị cũng về quê luôn. Quê chị Châu cũng ở Tân Biên. Về đó thì chị Châu có đi bán ở trong cái cửa hàng Bách Hóa Xanh á. Thời gian sau bạn mới nghe thông tin là chị Châu mất rồi. Tại vì chị Châu bị tai nạn giao thông, lúc mà chị đi làm về á, cái chị bị xe tông, coi như là hết một cái cuộc đời của chị rồi. Không biết có liên quan gì tới cái vụ ma nhập đó hay không nữa. Và đó là câu chuyện có thật của bạn trai này. Bạn cũng muốn nói á, biết rằng đây là một cái trò chơi giải trí thôi, nhưng nếu mà chúng ta cứ lậm vô chúng ta không dứt ra được á, thì không phải nó ảnh hưởng tới bản thân của mình đâu, nó còn ảnh hưởng tới người thân, gia đình, vợ con của mình nữa. Nó kéo theo rất là nhiều hệ lụy. Tại vì mình thắng mình cũng không dứt ra được, mà mình thua lại càng không dứt ra được nữa. Cho nên nếu như mà ai có chuẩn bị đi chơi á, thì phải nên cân nhắc cho thật là kỹ càng nha mọi người.